Hiện tại là mình đang tại trạm dừng chân, mình vừa ra khỏi đường cao tốc các bạn, vừa ra khỏi đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Bây giờ mình đã rẽ vào đường đi lên Sapa. Hiện tại thì mình đang ở trạm dừng chân và trạm dừng chân để nghỉ ngơi chút xíu rồi mình đang tại trạm dừng chân xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Dạ, dừng chân chút xíu rồi mình sẽ tiếp tục hành trình lên Lào Cai. Ở đây từ đường cao tốc lên Lào Cai là khoảng 35 cây số. Dạ, 35 cây số thì đi khoảng 1 tiếng. Một tiếng nữa thì sẽ tới thành phố Sapa, bởi vì đường đồi núi nên xe đi cũng khá là chậm. Dạ, đường rất là nhỏ, đường lên tới thị trấn Sapa thì đường nó khá là nhỏ. Thì từ Hà Nội thì các anh chị bắt xe đi Lào Cai Sapa thì các anh chị có thể bắt xe đi bằng xe giường nằm. Dạ, xe giường nằm thì 190.000 một vé. Các anh chị đi từ Hà Nội lên tới Lào Cai, lên tới Sapa thì quãng đường khoảng 300 cây số. Dạ, 300 cây số thì các anh chị có nhiều phương tiện để di chuyển lên tới Lào Cai Sapa. Nếu như các anh chị đi bằng tàu hỏa thì đi từ Hà Nội lên tới thành phố Lào Cai, rồi các anh chị phải bắt xe buýt đi từ thành phố Lào Cai lên Sapa thì giá vé xe lửa là khoảng 600.000 và đi xe buýt lên tới Sapa là khoảng 60.000 nữa. Dạ. Còn có anh chị đi bằng xe giường nằm thì đi từ Hà Nội lên thẳng lên tới Sapa luôn là giá vé 190.000. Còn các anh chị đi xe bus mini và bus limousine thì giá vé là 290.000 đi từ Hà Nội, đi từ phố cổ Hà Nội là lên thẳng lên tới Sapa luôn. Dạ, các anh chị đi bằng limousine thì sẽ thuận tiện hơn, người ta sẽ rước anh chị tại phố cổ Hà Nội và đưa anh chị về tới khách sạn ở Sapa luôn, rất là thuận tiện cho một quãng đường khoảng 300 cây số. Và sau khi mình dừng chân nghỉ ngơi chút xíu thì bây giờ sẽ tiếp tục quãng đường đi đến thị trấn Sapa nhé. Hôm nay thì trời mây mù, quá là mù luôn, không thể thầy nhìn cái gì xa hơn được khoảng 50m anh chị. Trong đây người ta đang dọn mừng Chúa Giáng sinh, cũng dọn để làm hang đá Bethlehem mừng Chúa Giáng sinh. Đây có một cái thông rất là to. Mình chỉ nhìn được khoảng cách con người khoảng 50m đổ lại thôi các anh chị, chứ còn hơn nữa thì nhìn không thấy được. Dạ, không thấy được cái con người đâu, phải có xe, ánh đèn xe thì mới thấy. Dạ, rất là mù tịt. Sương mù dày đặc rồi, em phải kiếm đường tắt để đi về khách sạn cho nó nhanh, không có đi đường lớn nữa. Em đang chui vô hẻm, chui vô một cái hẻm nhỏ của Sapa.
hy vọng là cũng có tuyết rơi vào buổi sáng để mà quay chia sẻ đến cho các anh chị xem, xem tuyết rơi ở Việt Nam nó có như là tuyết rơi ở Úc, Canada hay là ở Mỹ không. Ở Việt Nam mà có rơi thì cũng mỏng mỏng, lớp mỏng mỏng thôi các anh chị, chứ không có dày đặc như bên xứ của các anh chị đâu. Nhưng mà thời tiết rất là lạnh. Phan Xi Păng 3.143 mét. Hả? 20 nhưng mà 3 tháng rồi.